Xin chào anh em nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại tư vấn là 0905 958889. Hôm nay thì mình lên một cái clip để giới thiệu đến anh em những cái sản phẩm, dòng sản phẩm đang hiện có ở trên cửa hàng. Hiện tại thì trên cửa hàng thì cái dòng sản phẩm rất là phong phú, bao gồm rất là nhiều cái dòng xe, từ cái dòng xe ga cho đến cái xe phân khối nhỏ, côn tay phân khối nhỏ đến côn tay phân khối lớn thì đều đầy đủ hết cả. Đây, phía ngoài này thì có 3 chiếc xe ga, một chiếc màu đen sần là phía trước ấy. Đây thì là chiếc NVX 155 phiên bản đời mới đấy, đèn LED này và vành vàng. Thì chiếc này thì nó có giá là 49,5 triệu. Hai chiếc một chiếc NVX đời 2020 và một chiếc xe RT 250 thì đã có khách đặt. Bên này thì gồm có 3 chiếc, một chiếc ngoài là chiếc Sác 170 đăng ký năm 2014 biển Hà Nội, thì chiếc Sác đó có giá là 29,5 triệu. Chiếc FZ 2016 màu trắng thì có giá là 27,5 triệu. Một cái sản phẩm khá là đặc biệt và khá là hợp túi tiền cho cái thời điểm hiện tại. Đó là chiếc Kawasaki Z800 đăng ký năm 2015. Nó có giá bán là 129,5 triệu. Một cái giá bán quá hời cho một chiếc xe có 4 xi lanh nhá. Đây, phía trong nhà thì nhìn trước mặt các bạn đây thì nó có bên tay phải là màn hình. Thì có chiếc R15V2. Con này là hàng hiếm đấy, chạy có 10,000 cây số thôi, mới trên 95% luôn. Thì chiếc đò R15V2 này có giá là 34,5 triệu. Bên tay trái là chiếc Rebel 300 đăng ký 2019. Đồ chơi là chi chít đấy, Odo 4000, giá bán là 87,5 triệu. Chiếc CB190R đăng ký năm 2021, giá bán là 43,5 triệu. Phía bên trong sát tường là con CB650R đăng ký năm 2021 biển Hà Nội, chạy có 8.000 cây thôi, giá bán là 203 triệu nhé, 203 triệu. Bên này thì có 3 chiếc FZ luôn, 3 chiếc FZ cực kỳ đẹp và đều là đời chót, lốc máy vàng và tem vàng luôn nhá, đều là đời chót đời 2017 luôn đấy. Và đăng ký một chiếc bên tay trái này là đăng ký cuối 2019 đầu 2020, chiếc đó là 39,5 triệu, chạy có 5.000 cây thôi, cực mới luôn, cực kỳ mới. Đấy, anh em nhìn cái những cái đồ của nó thì biết là nó mới như thế nào. Cái nước nó chưa có một vết nào bị bẹp cả. Chiếc bên cạnh đây, đăng ký 2017. Chiếc này có giá là 38,5 triệu. Chạy 1,8 vạn. Đồ cũng là đẹp quá luôn. Chiếc bên kế tiếp thì là lên bi cầu này, đăng ký năm 2017. Chiếc này có giá 33,5 triệu này. Đồ cực kỳ đẹp. Một sản phẩm mà nó mang tính hoài niệm cũng khá là cao, đó là cái chiếc xe Honda A+150. Phiên bản này là phiên bản đời chót nhé, 2003. Đấy, có công tắc ES nhé, Energy Saving, nó là cái idling on off bây giờ đấy. Đấy, zin cực kỳ luôn, giá bán là 36,5 triệu nhé. Chiếc A+, giá bán là 36,5 triệu, bán cho sự hoài niệm luôn ạ. Đây, bên trong này thì một chiếc Suen đăng ký lần đầu năm 2014 biển 37, chính chủ luôn nhá. Chiếc Suen này có giá bán là 30,5 triệu trong thời gian trong thời điểm hiện tại này, cực kỳ đẹp, mới cực kỳ luôn anh em nhá, 30,5 triệu. Bên cạnh là chiếc CBZ 125 đăng ký năm 2014 biển Bắc Ninh 99, con này đẹp trên 95% luôn, giá bán là 24,5 triệu. Hai chiếc Dylan, một chiếc đăng ký biển Hà Nội năm 2005. Thì chiếc này thì giá bán là 24,5 triệu, máy nguyên bản nhá, sơn nguyên zin, tất cả đều zin. Còn đây là một con Dylan, nó gọi là của hiếm trên thị trường luôn, xe biển Hải Phòng đăng ký lần đầu năm 2006 và nó mới đến 95% luôn, sơn zin, máy móc zin, tất cả đều zin, nó đẹp căng đét luôn. Con này có giá bán là 42,5 triệu nhá. Đấy, chiếc xe Rebel 500 đời 2022 này thì đang có khách đặt cọc, thì tạm thời là dừng bán đã. Ở phía trong tường, phía trong màu đỏ là chiếc CB650F biển Hà Nội, biển Thái Nguyên 29A1002696,
nó chạy có 10,000 cây thôi ạ. À. Chính chủ một chủ sử dụng từ mới. Có giá bán là 169,5 triệu. Chiếc Benelli Imperial 400 này thì cũng đã có khách đặt cọc rồi ạ. Đấy. Bên này thì đây. Chiếc Rebel 500 phiên bản đời 2020. Đã đăng ký năm 2020 biển Hà Nội luôn, chính chủ luôn. Xe chạy có 4.000 cây. Đồ chơi cũng chi chít luôn. 4.000 cây. Xe biển Hà Nội đấy nhá. 29A1 12190. Đồ chơi cũng chi chít luôn rồi. Hai chìa khóa zin theo xe luôn, một chiều chưa sử dụng luôn. Đấy. Chiếc Rebel 500 này có giá bán là 159,5 triệu này. 159,5 triệu cho chiếc Rebel này. Đấy, lên cả pha LED rồi nhá. Pha của đời 2022 luôn rồi. Đấy. Hai chiếc PCX cực kỳ đẹp luôn. Chiếc ở ngoài màu bạc, đăng ký năm 2020, 150cc. Thì chiếc đó là 54,5 triệu. Chạy để mình xem chạy mấy nghìn cây nhá. Chạy 1,1 ạ, chạy 1,1. Có giá bán là 54,5 triệu. Chiếc màu đen phía trong này. Đăng ký năm 2019. Chạy 1,7, chạy 1,7. Chạy 1,7 thì chiếc màu đen phía trong là 46,5 triệu. Tất cả hai chiếc này đều mới trên 95%, cam kết với anh em thấy sơn là dán ni lông, máy móc êm zin tuyệt đối. Không một vết sơn ta, không một nốt lỗi nào dù là nhỏ nhất nhá. Đấy. Đây, hai chiếc Honda CM125. Cả hai chiếc đều nguyên bản 100% từ sơn lên máy, chưa mông má bất kể gì cả. Xe thô nhá. Đẹp thô luôn. Chiếc phía ngoài này là số máy 55 số khung 57 là xe nhập xịn luôn, biển Hà Nội. Cả hai chiếc này thì đều biển Hà Nội cả. Thế nhưng chiếc ở ngoài là chiếc 29L135269 là xe nhập xịn 100%. Chiếc này có giá bán là 62,5 triệu nhá. Chiếc phía trong 29V46393. Xe hàng lắp ráp tại Đài Loan. Nhưng mà là CM chuẩn nhá, lắp ráp hàng 3 cục tại Đài Loan. Cả hai xe đều chính chủ biển Hà Nội nhá. Xe phía trong là giá bán là 60,5 triệu. Anh em nhìn vào phía trong này nữa thì bắt đầu có chiếc Vento này. Một cái sản phẩm nó cũng khá là đặc biệt. Con Vento này thì nó là 150cc. Nhưng mà nó là do Li Fan sản xuất. Li Fan sản xuất nha các bạn nhá. Thế nhưng mà nó nhái của Harley. Thế cho nên là kể cả cái cùng công tắc, công tiếc thứ này nó cũng đều là công tắc của Harley luôn này. Đấy, mà nó còn rất là đẹp nhá. Con này cực kỳ mới. Chạy có 1,4 thôi, coi như 1,5. Thì chiếc Vento này có giá bán là 29,5 triệu. Phía trong chiếc Vento là CG125, đăng ký năm 2019 biển 88, giá bán là 34,5 triệu. GZ150, đăng ký 2019. Sản phẩm này thì coi như là mới rồi, chạy có 1.700 cây. Cái tem bình xăng còn chưa được bóc. Giá bán hiện tại cực kỳ tốt luôn, 56,5 triệu. 56,5 triệu. Đây. Và đây. Một chiếc Honda Shadow biển Hà Nội, đăng ký năm 2019, đẹp từ A đến Z luôn nhá. Đẹp từ A đến Z luôn các bạn ạ. Giá bán là 48,5 triệu. Chiếc phía trong GZ150, đăng ký biển Thái Nguyên, chạy 4.000 km. Giá bán là 55,5 triệu. Đấy. Còn chiếc Benelli TRK 500cc này, 502 này thì là biển Hà Nội, đăng ký năm 2018 và hiện tại giá bán đang là 89,5 triệu nha các bạn nhá. Giá bán là 89,5 triệu cho con Benelli TRK 502 này. Đó, thế thì hiện tại là đấy, đây là tất cả những cái sản phẩm, cái dòng sản phẩm của bên mình đang hiện có trên cửa hàng. Thì mình giới thiệu qua ở trong cái video này để cho anh em cùng có thể là xem tổng thể. Còn tất cả những cái video từng chiếc riêng lẻ thì mình đều có ở trên cái kênh của mình rồi. Anh em có thể vào trong kênh là xem trực tiếp được tất cả các cái xe mà hiện có này. Và nó sẽ cụ thể hơn rất nhiều so với cái video này nhá. Video này thì mình chỉ lướt qua và báo giá cho anh em để anh em cùng biết thôi. Đấy. Tất cả những cái dòng sản phẩm hiện tại là mình đã báo giá cũng như là quay lướt qua cho anh em cùng xem. Anh em thì anh em có thể gọi đến cái số điện thoại 0905 958889. Đó là cái số điện thoại tư vấn của bên mình nhá. Thì để mình có thể tư vấn cụ thể hơn về những cái chiếc xe mà mình đang có. Và anh em nào có thể có chút thời gian ở gần xung quanh khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận thì có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
để xem trực tiếp những cái sản phẩm của bên mình nhá, và giao lưu với bên mình. Đấy. Rồi thế thì mình rất là cảm ơn các anh em đã và đang follow cái kênh của mình, và mình xin trân trọng kính mời anh em đến thẳng địa chỉ cửa hàng để giao lưu và xem những cái sản phẩm của bên mình nhá. Rồi mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.